thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là cảm động. Một buổi tụ họp nhau rất lãng mạn trên bãi biển Kobe dưới dòm trời cao và ánh nắng rất đẹp, với sự chủ tọa của sư thủy và với sự thương mến của tất cả các em đã ngồi lại với chúng tôi. Kẻ thì rượu, người thì đồ ăn, như các món gà võ sĩ, rồi xôi đậu phộng, rồi cúp hào, rồi miếng xào, rồi đậu, rồi nem chua, rồi các thứ đó. Tất cả đã gom góp vào một tình thương đã cũ trong này. Chúng tôi vô cùng xúc động và hai món quà lần lượt được tặng. Món quà đầu tiên, là của nữ nghệ sĩ Hồng Vân đã tặng cho tôi một món quà là hai cái ly, và giống như là một lời nhắn nhủ là uống với nhau cho cạn cuộc đời anh nhé, anh chị nhé, chúng tôi sẽ uống. Có lời nhận dặn dò của em Vân là hai quả tim vàng gói trong cặp ly này, và lời em Lan dặn thêm rằng đừng có quánh lời này lộn nha. Và tiếp theo đây là một cái máy hút bụi. Chúng tôi vô cùng cảm nhận để đón nhận chiếc máy hút bụi này, vì vợ chồng chúng tôi 25 năm nữa, phần tư thế kỷ đời người đã sống bên nhau. Có những kỷ niệm vui buồn, đôi lúc thương bến nhau hạnh phúc, và đôi lúc sóng gió bão cấp 8 đi lên kích động nhạc cũng có. Như vậy bụi phong trần đã nhuộm lên chuyện tình chúng tôi. Và em Lan tặng em Giang bảo rằng phải hút cho sạch. Các em tặng là hút cho sạch cái bụi cái giường của anh, và hút sạch bụi ở trên người của chúng con, trên người chúng con, vì các bụi thời gian đã làm cho chúng con đôi lúc nhạt nhòa tình cảm. Và máy này để mua lia tăng trang cho mình lại, để trang điểm cho mình, một mảnh hồng trong cuộc đời tình cảm còn lại. Máy hút bụi và cặp ly này tràn đầy ý nghĩa, chúng con xin đón nhận và thương yêu những tình cảm mà sơ và quý em đã ban cho. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc.